Vâng, xin kính chào tất cả các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Điện Máy Việt Nhật. Và hôm nay em sẽ làm một cái video review về một cái sản phẩm của công ty Yamasu với cái dòng máy trà tường với model là IMS180. Ok, và chúng ta sẽ tìm hiểu cái sản phẩm này nhé các bác. Vâng, xin mời các bác. Và đây, cái sản phẩm đi kèm theo thì nó sẽ gồm có là một cái ống này để chúng ta là hút bụi này. Đó, ống này nhé, để nó chúng ta cắm từ máy ra và để hút nhé. Và đây là cái bao này đấy, cái bao này chúng ta cắm vào trực tiếp vào ống này để cho nó đựng bụi này, chúng ta đeo đằng sau này nhé, có dây đeo đằng phía sau này để chúng ta đựng bụi này các bác nhé. Đó, và nó tặng kèm theo là đây nhám 180 nhé các bác. Đấy, nhám này, giấy nhám để nhám tà tường này đây các bác nhé. Ok, và kèm theo cái chổi than này, những cái lục để chúng ta tháo này, những cái gioăng cao su này. Đấy, phía trong là cả phiếu bảo hành nữa các bác nhé. Ok, đây là những cái thứ mà nó đi kèm theo thì nó thường đa số là máy nào nó cũng có rồi. Chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều đúng không ạ? Chúng ta quan tâm đến cái sản phẩm, đó chính là cái con máy. Em xin phép bỏ những cái này xuống một chút để chúng ta tìm hiểu về cái sản phẩm chính của nó nhé. Đây các bác ơi, đó, máy trà tường của Yamasu với model là IMS180. Và công suất của con này thì khá là cao luôn. Công suất của nó là 900W nha các bác. Đấy, công suất của nó là 900W, điện vào là 220V. Đó. Và cái vòng xoay của nó ấy là 2100 vòng trên 1 phút. Đấy, 2100 vòng trên 1 phút thì nó đánh rất là mạnh luôn. Và cái sản phẩm này ấy nó có cả đèn nữa các bác nhé. Đó, một số sản phẩm khác thì không có đèn. Như sản phẩm của công ty Yamasu này thì nó có đèn này. Đèn để làm gì? Đèn để chúng ta làm trong những cái môi trường mà nó thiếu ánh sáng, chúng ta bật lên nhé. Chúng ta bật lên thì chúng ta sẽ sáng. Cái chỗ làm việc của chúng ta nó sẽ sáng hơn và chúng ta làm việc nó dễ hơn. Đây là phía dưới này. Đây, phía dưới các bác xem nhé. Chúng ta hãy xem từng chi tiết của con máy nhé. Hãy quay trực tiếp vào máy nhé. Đấy, từng chi tiết luôn. Đây là nó có những cái lỗ này để nó hút bụi vào nhé. Đó, hút bụi vào nhé các bác. Đó, phía này hút bụi này nó nhá. Nè, chúng ta xem nhé từng chi tiết này, thông số kỹ thuật của nó này. Đó, chúng ta hãy quan sát hết mọi thứ nhé. Đây, tay cầm của nó này, tay cầm thì nó chúng ta có thể lắp được hai bên, bên trái hoặc bên phải nhé. Đây, nó có điều đây chúng ta đây, cái này là để chúng ta nó lấy bụi nhé, chúng ta để xả bụi ra nhé. Đấy, khi mà chúng ta làm ấy cho nó chạy lốt đa, thỉnh thoảng chúng ta sử dụng cái dòng máy hút máy trà tường này thì chúng ta sẽ có một cái lưu ý, đó là khi chúng ta sử dụng một thời gian thì chúng ta lâu lâu chúng ta hãy cho nó chạy không tải, có nghĩa là chạy kiểu lốt đa đấy ạ. Đó, để cho xong rồi chúng ta mở cái nắp này ra để cho bụi nó ra ngoài, thoát bớt ra ngoài nhé các bác. Đấy, lâu lâu thì chúng ta có cho nó chạy không tải để cho nó đỡ bụi, cho nó hút bớt bụi ở trong máy ra để cho nó bền, máy được bền hơn nha các bác. Ok, đây nó có cả điều tốc này. Đó, điều tốc đây các bác xem nhé, nó có cả nút điều tốc ở đây này. Đó, điều tốc nhá. Đây, tay bấm của nó này. Và nó có cả nút giữ cò luôn nhá. Đó, nút giữ cò để cho máy chạy tự động luôn các bác nhá. Ok, để chúng ta hãy quan sát máy thật kỹ này. Xoay, quay máy thật kỹ này để chúng ta xem nhá. Ok, đây, phía dưới này nữa. Đây là phía phần này là phần công tắc đèn nhá các bác. Đấy, công tắc của nó đây nhá. Đó, ok. Bây giờ em cắm vào để chúng ta xem thử cái đèn nó sáng hay không nhá. Chúng ta cắm điện vào này. Đó, chúng ta bật đây, phía dưới này nó là công tắc đèn đấy. Đấy, các bác thấy không? Đó, đây nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ cho nó chạy thử xem, chúng ta để chúng ta nghe cái tiếng máy của nó nhé các bác. Đấy, bây giờ thì nó có cái phần điều tốc này. Bây giờ em cho tốc chậm nhá, đang để số 1 nhá. Bắt đầu chạy này. Máy đấy, chạy đâu. Tốc lên nó rất từ từ thôi chứ nó không lên ào ào nhé các bác. Đấy các bác nhé, đây, đèn sáng này. Đấy. Đó. Đúng không ạ? Đó. Ok, đấy. Sản phẩm máy trà tường của Yamasu với model IMS180. Đó các bác nhé,
model IMF180 nó có đèn, nó có đèn để chúng ta sử dụng trong những cái môi trường mà tối nhé các bác nhé. Ok, bác nào quan tâm đến sản phẩm là máy trà tường của Yamasu thì của bên em thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0982051388 để được tư vấn hỗ trợ thêm về sản phẩm. Vâng, và khi các bác xem xong video này thì nhớ vui lòng hãy bỏ chút thời gian ra đăng ký kênh bên em nhé, để các bác có thể nhận được nhiều cái video bổ ích hơn. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Bác nào mà có hỏi gì thì chúng ta có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc là comment trực tiếp dưới video giúp em nhé. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.